tại sao mắt thường lại không nhìn thấy linh hồn hay quỷ thần? Nhiều người không nhìn thấy linh hồn và quỷ thần nên liền cho rằng chúng không hề tồn tại. Tuy nhiên, sự thực không phải vậy, có nhiều điều tồn tại nhưng chúng ta lại không thể hiện được bằng mắt thường. Tử bất ngữ quái lực loạn thần, có lẽ là trong thời đại của Khổng Tử cách đây 2.500 năm trước, để nói rõ sinh mệnh ở một không gian khác không phải là việc quá dễ dàng như vậy. Cũng có thể là do ngăn ngừa những người tâm thuật bất chính dùng lời yêu ma làm mê hoặc, vì vậy bất ngữ quái lực loạn thần nhận thức rằng miễn là chiếu theo học thuyết nho gia của ông mà tu thân sửa mình thì có thể đạt tới thiên hạ thái bình. Con người đối với sự hiểu biết về bản thân thì chỉ nhìn thấy cái thân xác thịt này. Nhìn kỹ vào da dẻ, tóc, xương, cơ quan nội tạng và thành phần mô khác thì các bộ phận này so với các động vật thì không có khác biệt lắm. Sự khác biệt lớn nhất đó là đầu óc tư duy của con người được phát triển hơn. Nhưng những ý tưởng trong trí óc con người được sinh ra như thế nào? Ví dụ, tinh thần là gì? Không mấy người biết rõ. Thật ra, đó là nguyên thần của con người, gọi dễ hiểu hơn là linh hồn. So sánh một cách linh hoạt hơn, hoặc có thể nói đó là tác dụng của ý thức con người. Rõ ràng cũng không phải là đáng ngạc nhiên, cơ thể con người cũng giống như một bộ y phục được nguyên thần mặc vào mà thôi. Trên phương diện khoa học mà nói thì thân thể người là do các tổ chức tế bào tạo thành, tế bào lại được cấu thành từ các phân tử, mà nguyên thần lại từ các lạp từ nhỏ hơn so với các phân tử cấu thành. Con người trong đời này mà làm rất nhiều điều tốt đẹp, hoặc là tích được rất nhiều công đức, thì sau khi thân thể người chết đi thì nguyên thần có thể thăng lên thiên giới trở thành thần ở trong tam giới. Ngược lại nếu làm nhiều điều xấu hoặc tâm tính trở nên rất xấu, thì có thể sẽ bị hạ xuống địa ngục làm quỷ hồn phải chịu tội khổ để hoàn trả nợ nghiệp, đây chính là sự luân hồi trong tam giới. Nếu muốn có thể vĩnh viễn vượt qua khỏi luân hồi, thì nhất thiết phải tu thành quả vị La Hán trở lên mới được. Đối với quỷ và thần thì phần lớn mọi người đều có thái độ thà tin rằng có và tôn kính mà không thể tiếp xúc tới. Thế nhưng ngày nay có rất nhiều người chỉ đơn giản là không tin, cũng không sợ, điều xấu nào cũng dám làm. Mặc dù có rất nhiều người mỗi ngày đều bái lạy thần, nhưng đa phần họ cầu thần chủ yếu là để phù hộ và ban phúc cho họ, giúp họ tiêu trừ giải nạn. Họ cho rằng với chút tâm thành kính ngoan đạo của mình, cùng với việc thắp hương nhiều một chút, niệm kinh nhiều lần một chút, cúng trái cây hay tặng một số tiền thì tức là đang làm công đức, thì các vị thần sẽ cấp cho phúc báo. Nếu đúng như vậy, thì còn có thiên lý đạo trời nữa không? Còn có thiện ác báo ứng không? Tôi đã tận mắt chứng kiến 2 vụ tai nạn xe cộ, một lần thì là một chiếc xe máy rẽ ngoặt quá mạnh nên đã ngã sấp xuống, người đó liền không thể đứng dậy nổi. Một lần khác thì người lái xe gắn máy bị một chiếc xe tải đụng phải và té ngã, 2 trường hợp đều tử vong. Ngẫm lại từ đầu đến cuối thì cũng không quá 1 giây, có lẽ vì chấn thương sọ não, nhưng trong thực tế thì nguyên thần của họ đã rời khỏi cơ thể rồi. Có người là tim đã ngừng đập, y học đã giám định là chết rồi, nhưng thông qua quá trình cấp cứu đã sống trở lại. Còn đối với những người sống thực vật thì sao, các chức năng cơ thể của họ vẫn còn nguyên vẹn mà. Đó là do nguyên thần của họ đã bỏ mặc rồi. Chúng ta thường thấy các ngôi đền chùa thường có bà đồng xuyên đinh kim qua người, vừa một mặt run rẩy vừa một mặt biểu diễn, nói là có thần linh phụ thân. Nhưng cũng có thể có linh thể cấp thấp thậm chí là tà linh phụ thể bất hảo khống chế, không phải là có các tin đồn về những pháp sư vẽ bùa xua thần giở trò ma quỷ hay sao? Trên một chiếc giường cũ và một chiếc gối đã lâu không giặt, sẽ có hàng ngàn bọ ve trong đó, những con vi khuẩn nhỏ mà mắt chúng ta không thể nhìn thấy, nó chỉ có thể được nhìn thấy dưới kính hiển vi. Cũng như vậy trong không khí cũng có quá nhiều vi khuẩn và virus, sinh vật đơn bào nhỏ đến nỗi mà mắt chúng ta không thể nhìn thấy được. Quỷ thần là sinh mệnh do lạp tử nhỏ hơn so với các thành phần phân tử rất nhiều cấu thành, vì vậy tất nhiên, mắt thường không thể nhìn thấy được. Giả dụ nếu như không nhìn thấy linh hồn và quỷ thần, liền cho rằng họ không tồn tại. Vậy thì, kính viễn vọng không gian Hubble đã chụp được rất nhiều ảnh từ các không gian xa xôi, là những loại tinh hệ đủ màu sắc và kiểu dáng khác mà trước đây chưa từng được phát hiện, vậy chúng ta có thể nói rằng chúng không tồn tại chăng?